Xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em một ít máy nữa nha. Xin nhắc lại cái quy định mua máy bên mình nha anh em. Cọc trước cho mình cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel. Anh em có thể chuyển khoản bằng Momo hoặc là Viettel Pay hoặc là số tài khoản nha. Anh em cọc về theo mình khuyến cáo là mình chuyển khoản cho nó nhanh anh em. Khi cào nhiều quá mình nằm cũng hết thực sự luôn. Cũng đưa rất là nhiều. Nhưng mà anh em thuận tiện cái vấn đề là bên cọc nào thì anh em cứ báo alo cho mình nha. Cọc tài khoản thì mình sẽ nhắn số tài khoản và số Momo cũng như là Viettel Pay cho anh em nha. Và số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 thì có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Đó, đó là số điện thoại đặt hàng bên mình. Anh em cứ gọi thẳng thì sẽ có người bắt máy và giao dịch với anh em nha. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận hàng và cộng thêm phí ship 35k Viettel. 35k tiền ship tùy theo GNT hoặc là gia hạn tiết kiệm mình có gửi hàng bên hai bên đó nha anh em. Thì cặp tiền cho mình thì sẽ trừ tiền đó ra cho anh em luôn. Mình ship code toàn quốc, bên chỗ nào cứ cặp tiền là mình ship cho anh em thoải mái ha. Kiểm tra hàng trước khi gửi tiền cho shipper. Đó, quy định mua máy thì nó gọn gàng như vậy. Thì con máy đầu tiên trong clip hôm nay, mình còn con iPhone 4S nè. Anh em nào mà cần thì alo nha. Bữa trước có mấy bạn alo á, nhưng mà mình đã hết hàng. Sưu tầm tiếp được con nữa nè. iPhone 4S nè anh em, máy thì ngoại hình con rất là đẹp. Đó. Máy thì màu trắng đẹp. 4S nó có hai vạch ha. Đó. Con này pin hết rồi, để bên sạc pin. Máy này chỉ có bao anh em nghi gọi thôi nha. Còn cái vấn đề lên mạng này nọ thì anh em tự xử nha. Mình không có bao. Màn ring vô ring. Chủ yếu là nghi gọi. Đó. Con này 8G nha anh em. Ok ha. 390.000 kèm cho anh em cái dây sạc nha. Có một cái dây sạc đuôi ra thôi. Còn cục mình không có kèm nha. Kèm anh em dây sạc iPhone 4S 390 có dây sạc luôn. Cặp trước 50k Viettel ship cho anh em nha. Tiếp theo là con iPhone 5S, máy đẹp ha, ngoại hình 99 luôn, thay vỏ thấm đó, vỏ theo thay mới nhưng mà như riêng luôn, như riêng luôn nha anh em. 16GB 5S quốc tế, bỏ sim vào là xài ha. Máy đẹp keng 99% luôn, vân tay vân chân đầy đủ, wifi các kiểu ha. Máy này xài ok rồi. Con này nhanh gọn cho anh em luôn. 5S giá 1.350.000 đó, giá cực lực kèm sạc cho anh em nha. Tiếp theo là Riba Pro Ring nguyên, vỏ thì sửa sát tới 5 tháng sử dụng. Đó. Màn có lông mèo vài cộng ở trên. Con này màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2004 nha anh em. Đó, máy thì ngoại hình còn màn kính đẹp, lưng thì có đầy xước. Máy xài ok luôn anh em. Chức năng full nha. Mới khởi động, nên mình sẽ bấm cho anh em xem chức năng. Ok, Riba Pro RAM 216. Chức năng ok, để anh em giá 1.050.000 nha. 1050 kèm sạc giăng kính luôn. 6S riêng anh em, 16GB, máy full vân tay, vân chân đầy đủ ha, máy quốc tế. Máy đẹp tầm 98, tầm 99 máy riêng. Những anh em nào thích máy riêng thì con này là phải là lựa chọn hoàn hảo nha. 6S nhỏ gọn, màn hình 4.7 nha, anh em bỏ sim vào là xài. Vân tay vân chân đầy đủ. Kính đẹp nha. Kính keng luôn. Kính này phải đôi 99 luôn. Máy riêng nguyên. Đó. Chức năng ok ha. Vân tay đầy đủ hết ha anh em. Con này. Máy riêng anh em thích máy riêng thì con này sẽ nó xài rất là ok. Rồi. Đó. 16GB, con này để anh em giá 2.500.000 nha. 2.500.000 nha anh em. Máy đẹp. Tiếp theo là một con Ri 4 lút bản hàng nha anh em. Máy riêng, lưng sau này có chấm chấm li ti, sườn đẹp nha anh em. Sườn con đẹp, con này đánh giá tầm 95-96% thôi nhưng mà được cái riêng. Đó. Kính keng nha, kính này 98-99, kính này quá keng rồi. Đó. Chức năng thì xài ok. Ri 4 Plus màn riêng vỏ riêng, chức năng xài chuẩn. Đó. Máy còn người riêng như là chỉ xài một sim nha anh em. Con này màn hình 6 inch, RAM 216 nha, RAM 332 chứ, bán hàng thì RAM 332, để anh em giá 1.700.000 nha. 1.700.000 kèm sạc, giá cơ lực cho anh em đầy đủ rồi. 1.700.000 nha. Tiếp theo là con Xiaomi S2 màn hình 5.99, RAM 332, pin con này là 3000,
gần 3100, 3080. Máy thay nắp sau. Máy thay nắp sau như mới rồi. Kính đẹp, đại giá ngự lực. Đó, sườn siết rồi mới keng. RAM 332 nha anh em. Sỉ bạc sáng lên tí. Chức năng chuẩn nha. Xiaomi S2. Giới thiệu điện thoại. Redmi S2 RAM 332. Ok, con này đến em 1650 thôi, 1.650.000. Kèm sạc và dán ngự lực cho anh em luôn. Tiếp theo là một con RE737 bán hàng, máy đẹp 99. 98 cho 99 luôn anh em, lưng sao cao luôn nha. Con này RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3300. Đó. Vỏ đẹp ha. Lưng đẹp, kính đẹp, keng xà beng luôn. Mọi chức năng là ok luôn, full ring nha anh em. Galaxy Y3, nó là RE737 đó. Máy cực đẹp, 9899 luôn. Con này để anh em giá 1930, 1.930.000, kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Oppo F5. Oppo F5 nha. Con này màn hình 6 inch. Cũng RAM 4, là RAM 4 nha anh em. RAM 432, pin 3200. Cắm lưng cho anh em luôn. Máy thì vỏ sao chưa có thay nên nó có xuất sắc nhâm nhâm vậy nè anh em. Màn hình 6 inch nha anh em, cũng rất là rộng, RAM 4GB, xài ok luôn nha. Đó, sườn là mình có quay như clip, được cái kính đẹp nha anh em. Kính thì keng ha, kính không hề có xuất sắc. Màn sáng đẹp. Đó, wifi các kiểu ok. Giới thiệu điện thoại cho anh em xem luôn. Đó, RAM 432. Ok, con này nó đi cho anh em, giá 1.700.000 nha. 1.700.000, kèm sạc và dán cái lực cho anh em rồi. Ok nha anh em. Tiếp theo là con RE7 RIM này anh em, mình có con RE7 RIM mà gần 5.5 inch này. RAM 332, pin 3300. Máy này thì đã thay nắp sau như mới rồi nha anh em. Đó, màu xanh đen. Xanh đen nha. Keng xà beng luôn. Kính trước đẹp nha, không có xước sát, lông mèo ít thôi. Vài cọng lông mèo thôi. Phản quang thì cũng có 1-2 chấm li ti. Gọi là không đáng kể. Còn rất đẹp. Wi-Fi rất là mạnh. RE7 RIM RAM 332. Chức năng ok, màn sáng đẹp nha. Phản quang người ta có đốm gì vậy đây. Nhìn kỹ. Không đáng kể nha anh em. Nói chung là xài ok luôn. Máy đẹp nha. Con này để anh em giá, con này là 1.650. 1.650.000. Như máy mới luôn. 1.650. Rồi một con RE710 bản hàng này anh em. RE710 bản hàng, máy đẹp tầm 97 nha, từng xeo ring. Sườn siết ok đẹp. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 216, pin 3300. Đó, kính đẹp, lưng đẹp. Đẹp 98.9 luôn anh em. Kính phải là 99 luôn nha. Quá chuẩn luôn. Đã dán cơ lực cho anh em rồi, giờ chỉ việc bỏ sim mình là xài thôi. Chức năng ok. Màn ring xài rất mượt nha. Rồi, con này RE710. Để anh em giá 1.490 nha anh em. 1.490.000. Hơn cái màn tí thôi. Giá là nói chung là rẻ rồi anh em. Tiếp theo là một con Samsung A30 riêng nguyên màu xanh. Máy này đẹp tầm 9, lưng sau thì đánh giá tầm 95-96 thôi. Nhưng mà kính thì 99 nha anh em. Kính là 98 thôi, 98 có 1-2 vệt xước gì nhẹ. 99 luôn nhé, cái này còn miếng guarantee này. Chưa lột luôn. Lột ra đẹp 99 bao luôn. Con này là RAM 4 của 64 chứ không phải RAM 3 nha anh em. Con này bán RAM 4 nha, 464. Màn hình 6.4, pin thì 4000. Nhưng mà RAM 4GB. Chứ không phải là con RAM 3GB nha. Mình cho anh em coi dung lượng của bộ nhớ trong này. 64GB này. Đó. Nên nó là RAM 464 nha anh em. Con RAM 332 thì nó rẻ hơn mấy trăm ngàn.
Con này chức năng full màn ring. RAM 464. Pin 4000, màn hình 16 inch 4. Ok cho anh em nha. A30 con này ra đi giá 2950 nha anh em. 2.950.000 nha. Máy nói chung còn đẹp. Đó, kính can xà beng, lưng sao có xuất sắc nhẹ nhẹ. 295. Tiếp theo là con Samsung A50S, A50S kính còn garanti luôn, không có trước nha. Lưng sau thì có xước sát thêm 5 tháng này, lưng sau có xước nhẹ này, giờ không có dán. Con này RAM 464, màn hình 6 inch 4, pin con này là 4000. A50S, A50S thì nó giao diện nó khác hơn so với những cái con A30, A50 ha. Con này xài rất là sướng nha. Đó, chức năng ok. A50S bản cao. Đó. Kính đẹp keng, lưng có xước sát nhẹ, màu trắng, để anh em giá 3.2 triệu. 3.2 triệu nha anh em, kèm sạc dán cơ lực cho anh em lại cho anh em luôn. Nếu như anh em giờ khỏi phải dán tốn tiền ha. Một con A6 cộng bản hàng. A6 cộng bản hàng. Con này màn hình 6 inch, RAM 432, pin 3500, máy thì đẹp keng 99 luôn. Lưng sau này KT này. Đó, kính khiết cam đẹp keng xà beng luôn. Anh em thấy quá đẹp ha. Quá sức là đẹp. Kính keng xà beng luôn, mặt trước mặt sau đẹp 99 luôn. Con này RAM 432 nha. A6 cộng bản hàng, xài một sim. Rất là mượt. Những anh em cô chú lớn tuổi thích xài một sim thì con này là bản lựa chọn hoàn hảo nha. Xài bao nhiêu cho nó hư được. Galaxy Ring. Đó, một sim, máy quốc tế. Bỏ sim là xài ha. Con này để anh em giá 2.500.000 thôi nha. A6 cộng để 2.500.000. Kèm sạc giá cực lực luôn. Và mình còn một con Mattel 88 mới về ha. Mattel 88. 8 inch. Đây, cho anh em coi luôn. Full box ha. Nó còn có bao da rồi, cóc cáp sạc đầy đủ hết. Đây là máy này nè. Máy có miếng dán ngoài luôn chống trời. Đó, bao da này. Cóc cáp. Còn có một cây thôi. Anh em nào mà gọi sớm thì để. Lâu lâu sưu tầm mấy máy giá rẻ anh em. Mattel 8 inch. Màn hình rất là rộng nha. Đó, sáng đẹp ha. Ok, con này để anh em giá 1.1 triệu nha. 1.1 triệu full box luôn, cọc trước con này 100.000 nha anh em, là ship nha. 1.1 triệu. Tiếp theo là một con Samsung A70. Máy này đánh giá ngoại hình là lưng sau xuất sắc nhẹ, kính đại giá cường lực đẹp keng. A70 đại giá cường lực rồi. Con này RAM 8, bộ nhớ 128 nha anh em, màn hình 6 inch 7, và pin con này là 4.500 nha. Máy thì cực đẹp luôn, đánh giá tầm 98. A71, Samsung A71, RAM 8, bộ nhớ 128. Đó, đây coi này, mướt rượt luôn. Màn hình sáng đẹp, nguyên zin. Wi-Fi chức năng các kiểu mà đẹp nha. A71 có một cây duy nhất thôi, anh em nào cần thì gọi nha. Đó, rất là sáng đẹp. Ok nha anh em, con này để anh em giá 5.4 triệu. 5.4 triệu kèm sạc nhanh cho anh em luôn và dán cái lực lại. Đó, chuẩn nha anh em. 5.4 triệu. Con này phải cặp trước 2-300 mình mới gửi được nha anh em, cặp ít mình không gửi đâu. Anh em nào mua thì dự trữ tiền chịu khoản cho mình trước. Đó, tầm 200.000, tầm 500.000 thì mình sẽ ship nha. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Anh em nhớ bấm like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Lần cuối là chào anh em. Hẹn anh em clip ngày mai.